Mandini, Mandini đá tiền đạo. Mandini đá tiền đạo hợp lý. Đội trưởng cho Donnarumma. Penalty đầu bún ơ, phạt góc Messi, sút phạt Messi đúng rồi, sút phạt trung bình cho Messi luôn. Tay cầm của anh trong suốt em ơi, anh xài cái loại tay cầm trong suốt thì anh tính hơi đồng bóng tí. Dùng nó là cứ phải là pha lê, trong sáng như tờ giấy, cũng giống như là tâm hồn của anh vậy, vô cùng trong sáng. Không bao giờ nghĩ bậy bạ cho ai. Trí nhớ của anh thì thường là không tốt lắm, mà ngồi liệt kê thì nó hơi khó. Nếu có 1.000 sao ở đây thì có lẽ là sẽ nhớ tốt hơn. Gulit con. Ui không được. Boateng chạy chỗ đi. Manini chọc khe như bòi. Đồng đội chạy đẹp như thế cả đến chuyện. Đây rồi. Jerome Boateng. Ơ. Chạy chỗ thế, chả có tí nhạy cảm tình huống gì. Đây rồi. Điệt. Vẫn vào, may quá. Hôm Boateng có pha khống chế bóng, nếu là dô béo chỉ cần một nhịp. Nhưng với Boateng thì nó phải là ba nhịp. Sau ba nhịp khống chế bóng thì Boateng tung pha dứt điểm. Hiểm vơ cơ lơ bóng đi đúng cột dọc. Ui, Mandini vẫn hơi thô anh ơi. Boateng. Rất kỹ thuật, cứng như khúc gỗ. Gullit con. Đây rồi. Boateng. Cưa lòng. Sút vẻ như cứt. Để chấp nhận được. Messi. Tốc độ của Messi. Sút. Đội bạn nó lại bất ngờ quá. Mandini. Rồi ôi. Thế thì phải thế anh ơi. Phải thế. Cuối cùng thì Mandini cũng có bàn thắng. Rồi pha thoát xuống rồi gọi là kinh khủng tẩm. Boateng. Mandini. Tuyệt vời. Gulit con không vào. Úi trời, CR7 kìa, phòng ngự thế chứ lệ. Đúng chất CB rồi đấy. Boateng. Tốc độ của siêu tiền đạo giữa Boateng. Kít. Thôi nó chịu được. Ông phát quả bóng lên nó cũng đá cái điệu đá phạt kìa. Đứng đá phạt như người lớn vậy. Quá chuyên nghiệp. Messi. Messi đang đá hậu vệ cánh phải. Messi. Messi. Ôi giời đéo được. Bruner. Kevin the Bruner này. Rabiot. Ô đạch. Sanchez. Mandini đang di chuyển. Mandini. Trời ơi. Siêu tiền đạo của tôi, có phải đùa đâu. Hai trận đấu được đưa lên đá vị trí ST, anh đã có cho mình tới 3 bàn thắng và 1 kiến tạo. Giỏi rồi. Phát hiện ra một nhân tài ở vị trí gọi là ST. Không ai khác chính là anh Gio Ferdinand. Chúc mừng anh với danh hiệu mới. Mời anh vào sân. Ferdinand. Tốc độ của Ferdinand. Rất dẻo. Sút. Mẹ.
Mandini. Câu giờ này. Mandini. Vệ dứt điểm khét vẽ trưởng. Hay đấy. Mandini ghi 5 bàn rồi các bạn ạ. Từ lúc được đưa lên tiền đạo ghi 5 bàn rồi đấy. Trận trước đánh đầu một quả ghi bàn. Trận này thêm một quả dứt treo góc nữa là 5 bàn rồi. Kiến tạo 1. Ghi 5. Quá dã man. Các ông đừng đùa. Kevin De Bruyne. Đây rồi. Láo. Trời ơi, mẹ CR7 kìa. CR7 xoạc quả kìa. Hậu kìa. Anh ấy mẹ nhập vai chuẩn vãi đái. Vãi đái. Vừa khen xong mẹ. Chết là cái tính sự đéo ơi. Chán. Ferdinand. Yeah, chỉ số đánh đầu mạnh đã được phát huy đúng lúc. Cho Mandini có thêm bàn thắng này. Đấy chứ. Cái tầm Mandini thì mẹ nó lại quá là pro rồi. Đây, mẹ Rio kìa. Rio dê dẻo phết. Kevin De Bruyne. Trời ơi, đóng quả gọn lòn luôn. Quá hiểm học. Siêu tiền đạo người Ý. Paolo Maldini. Anh ghi hơi nhiều bàn rồi đấy. Ôi, Maldini đánh đầu kìa. Mẹ siêu tiền đạo vãi cả cứt. Rio Ferdinand. Tốc độ của Rio. Rio. Trời ơi. Tốt nhỉ. Kèm người tốt đấy. Kèm tốt thì cũng chết. À đù. Đèn đấy. Cọc. Mandini, ui mẹ vẫn không vào, phí quá. Trời ơi, vừa tấn công và ăn luôn, Messi truyền quả kìa. Kiến tạo dã man. Đây rồi, phơi đi năng. Tuyệt vời. Pha dứt điểm của Rio Ferdinand. Quá gắt. Đây, chúng ta xem chiến thuật đơn này. Ferdinand, Rio Ferdinand ghi bàn sau pha kiến tạo tuyệt vời của Paolo Maldini. Yes, Kevin De Bruyne, Maldini lại kiến tạo. Chết chưa, Bruyne cứa lòng, đừng hỏi. Cánh như bạn có thể dùng Messi, bên kia là Neymar hoặc Ronaldinho, ui tuyệt vời quá. Trời ơi, trời ơi là trời, phơi năng ơi. Đây rồi, Mandini. Mandini. Đúng là một siêu tiền đạo. Ôi vãi, Kevin De Bruyne. Quả đấy thì lại sút hụt. Cắt bóng rất tốt của mình ấy. Đây rồi. Renato Sanchez. Bàn thắng rất nhẹ nhàng của Sanchez. Nào có sao free, anh em cứ toáng ngay mặt mình cho nó đỡ phí. Được một bát phở đấy. Mandini dứt điểm. Yeah. Ông Mandini ông gánh team ghê thật. Nhưng mà sút đần hơn Mandini.
Úi giời, CR7 phòng ngự.